Trinh sát pháo binh trên chiến trường ca. Tác giả Trương Công Bình. Giọng đọc Hải Yến. Số 3. Viêm, tiểu đội trưởng trinh sát J5E52. Vào tháng 3 năm 1979, sau khi đơn vị tôi đánh qua thị xã Tà Keo, sau đó vào quân khu Tây Nam của Khmer Đỏ, tôi được lệnh đi đánh phối thuộc với tiểu đoàn 5, trung đoàn 52, sư đoàn 320. Chiều sẩm tối, tôi vào tới tiểu đoàn 5, nhận nhiệm vụ khoảng 12 giờ đêm bắt đầu hành quân. Tôi đi giữa đội hình cùng tiểu đoàn bộ. Đi đến gần sáng thì tự nhiên nghe trên đầu đoàn quân tiếng B-40, B-41, DKZ toàn hỏa lực mạnh. Sau đó là tiếng súng bộ binh bắn xối xả về phía quân mình. Tôi nghĩ thầm, gay rồi, ta đi vào giữa ổ phục kích của địch. Rất nhanh chóng, với kinh nghiệm của những người lính chiến của tiểu đoàn 5, lính ta nằm tại chỗ bắn trả quyết liệt. Hai bên giao tranh khoảng 30 phút. Địch có công sự vững chắc, ta đánh vận động không có công sự, lại bị tấn công bất ngờ, nên khoảng 15 phút đầu ta mất tinh thần. Toàn bộ tiểu đoàn 5 giạt ra quay lại khe suối cạn gần đó, bắt đầu lập chốt chiến đấu phản công lại địch. Đại đội đi đầu lọt vào ổ phục kích. Khi đã rút về khe suối cạn an toàn, kiểm tra lại quân số, báo cáo tiểu đoàn mất 8 đồng chí vào mờ sáng hôm ấy. Cả tiểu đoàn 5 dàn đội hình phản kích, quyết tìm cứu những đồng đội đang bị kẹt lại ở phía trước. Suốt buổi sáng hôm đó, quân ta tổ chức tấn công để lấy tử sĩ, nhưng không được vì bọn địch chốt dày đặc. Tôi gọi điện điều chỉnh pháo bắn vào điểm chốt của chúng, nhưng vẫn không đánh bật được chúng, bởi bọn địch có công sự vững chắc lại đầy đủ hỏa lực. Đến chiều tối, giao ban tiểu đoàn bàn phương án chiến đấu. Cả ban chỉ huy tiểu đoàn bàn đi tính lại, vẫn chưa có phương án nào khả dĩ. Thằng Viêm, tiểu đội trưởng trinh sát lính 77, người Hà Tĩnh, ngồi nghe một lúc rồi thủng thẳng: các ông đánh thế đê nào được, chỉ tổ tốn quân. Anh Quỳ, tiểu đoàn trưởng: thế theo ý mày thì đánh thế nào? Các ông xem tiểu đoàn còn bao nhiêu lựu đạn US của Mỹ, thu hết về đây cho tôi. Có vẻ mọi người còn chưa hiểu. Nó nói tiếp: thu về đây cho tôi vài chục quả. Một mình tôi đêm nay sẽ bò vào bãi chẳng trống sau lưng địch. Khi nào các anh nghe tiếng lựu đạn của tôi ném thì tiểu đoàn lập tức tấn công lên hỗ trợ cho tôi. Anh Quỳ, tiểu đoàn trưởng, mừng ra mặt nhưng cũng rất lo lắng, hỏi lại: liệu mày có chơi nổi không? Thằng Viêm cười: các ông cứ tin tưởng ở tôi mà cũng có đề phương án nào hay hơn đâu. Cuối cùng chúng tôi cũng nhất trí phương án của thằng Viêm, tiểu đội trưởng trinh sát. Chờ đợi trong lo âu, sinh mạng của 8 đồng đội giờ chưa biết ra sao, ai còn ai mất. Gần 3 giờ sáng, Viêm cởi trần, người đeo toàn lựu đạn US và khẩu AK bắn gấp, bò qua bãi trống. Phải nói thật, lúc đó chúng tôi hồi hộp vô cùng, liệu Viêm có hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch của nó không. Cả tiểu đoàn giao phó trông chờ vào một mình mày thôi đấy. Tôi thầm cảm phục nó, thật táo bạo, quyết liệt, dám một mình xông vào cửa tử để giải cứu cho đồng đội. Tờ mờ sáng, từ phía sau lưng địch, những tiếng lựu đạn nổ oanh oanh liên tục. Lựu đạn nó ném nhanh, chính xác. Bọn địch bị đánh bất ngờ từ phía sau lưng, lại toàn lựu đạn nên hoảng loạn, vì nghĩ quân ta áp sát gần lắm. Đã chuẩn bị từ trước, nghe tiếng lựu đạn nổ liên tục, anh Quỳ hô xung phong, cả tiểu đoàn đồng loạt bắn xối xả. Đạn B-40, B-41, AK, RBD xé màn sương sớm lao vào trận địa. Đằng trước bộ binh xông lên, đằng sau Viêm vẫn tiếp tục ném lựu đạn. Bọn địch trở tay không kịp, bật chốt bỏ chạy. Trận đánh của thằng Viêm thật tuyệt vời, đậm chất anh hùng như trong phim. Sau khi ta chiếm được chốt, tiểu đoàn tổ chức tìm kiếm anh em mất tích. Rất may, còn một chiến sĩ của ta bị thương nằm lại, nấp trong bụi rậm, bọn địch không nhìn thấy nên còn sống sót. Theo hướng chỉ của cậu bị thương,
và chứng kiến bọn Pot hành hình và giết đồng đội của ta. Tôi và anh Quỳ tiểu đoàn trưởng đến mà không tin vào mắt mình. Thật đau lòng, không thể tàn ác hơn, còn hơn rất nhiều lần thời Trung Cổ. 7 cái cọc thẳng đứng, trên là những cái đầu anh em mình. Chúng còn cắt dương vật của từng người, cậy răng nhét vào miệng. Thân hình các anh nằm rải rác khắp nơi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, anh Quỳ bật khóc. Tao xin lỗi chúng mày, anh xin lỗi các em. Lúc bấy giờ, cảnh tượng thật khó mà cầm lòng được. Nước mắt cứ thế tuôn ra. Sau 2 ngày bị chặt đầu mất máu, mặt mũi các anh thâm đen lại, không thể nhận ra khuôn mặt này là của ai với ai. Mấy anh em cùng trung đội đến nhận diện cũng chịu, chỉ nhận được tên tuổi từng người qua quần áo và giấy tờ trong túi quần túi áo. Còn đầu thì chịu không thể phân biệt được nữa. Anh Cường, tiểu đoàn phó, chắp tay. Thôi, trong lúc chiến đấu cũng có trận thắng trận thua. Bọn Miên dã man quá, anh em chúng tôi không thể phân biệt nhận dạng được. Mong các đồng đội thông cảm và phù hộ cho anh em chúng tôi. Sau đó, anh cho anh em vận tải C-25 đi phối thuộc với tiểu đoàn, ghép lại cho đủ, mỗi thân một đầu, và cho vận tải chuyển về phía sau. Đó là những ký ức đau buồn mà không phải người lính nào trong chiến đấu cũng phải chứng kiến và trải qua. Những trận đánh bi hùng luôn nằm mãi trong ký ức chúng tôi. Giữa năm 1979, khi sư đoàn 320 đánh qua thị xã Tà Keo và đánh vào quân khu Tây Nam của Khmer Đỏ, tôi được lệnh đi đánh phối thuộc với tiểu đoàn 5, trung đoàn 52. Sau khi nhận lệnh, tôi cùng 2 lính trinh sát, 2 thông tin đeo máy PRC-25 lên đường tìm đến D5. Đang loay hoay tìm vị trí tiểu đoàn 5 thì gặp một số anh em tác chiến trên trung đoàn 52 cũng xuống tiểu đoàn. Vậy là tôi nhập đoàn đến vị trí tiểu đoàn đóng quân cũng vừa tối. Tôi tìm đến tiểu đoàn bộ, gặp anh Quỳ tiểu đoàn trưởng. Đã từng tham gia với nhau vài trận, anh em tay bắt mặt mừng rồi vào việc luôn, không phải rào trước đón sau gì cả. Sau khi bàn bạc thống nhất phương án tác chiến, anh Quỳ nói với tôi: địch chốt trên dãy đồi kia theo hướng tây. Anh chỉ cho tôi thấy dãy đồi cây mọc lúp xúp, lá thưa, không rậm rạp lắm. Mẹ nó, tấn công 2 lần rồi không chiếm được. Vì nó có công sự vững chắc, mà ta thì đánh vận động nên tổn thất cũng nhiều, lại hy sinh mất tay đại đội trưởng. Thế có điên tiết không? Chỉ còn thằng Viêm, tiểu đội trưởng trinh sát, là thừa khả năng chỉ huy đại đội. Mày còn nhớ thằng Viêm đó không? Em nhớ, thằng này thông minh dũng cảm, khá lắm, tôi trả lời. Anh Quỳ nói luôn: mấy hôm nay tao gọi nó lên giao đại đội cho nó, nó không chịu. Cái thằng ngang ngạnh, chỉ thích làm tiểu đội trưởng trinh sát, như là nó có máu phiêu lưu mạo hiểm thì phải. Tao phải phân tích nói cho nó hay, chỉ huy đại đội mà không có uy tín, nhất lại là lính bộ binh không, thì khó chỉ huy lắm. Giờ chỉ có mày, anh em biết tiếng mày rồi, mày chỉ huy chúng nó mới nghe. Bây giờ mày không giúp anh thì tiểu đoàn không hoàn thành nhiệm vụ, mà mày chỉ huy đại đội này thì trận này mới chắc ăn được. Sau khi phân tích mãi, thằng Viêm mới nhận lời chỉ huy đại đội. Tuy nhận nhiệm vụ nhưng nó lại nói: em chỉ nhận với anh chỉ huy trận này thôi đấy, xong trận này em trả anh, em vẫn ở trinh sát. Anh Quỳ mừng lắm, nó nhận rồi thì sau nó sẽ làm thôi. Qua trận tiểu đoàn bị phục kích lần trước, tôi cũng nể phục thằng Viêm, rồi đâm ra quý nó. Tôi cùng anh Quỳ và ban chỉ huy tiểu đoàn 5 thống nhất tọa độ mục tiêu xong, tôi cho thông tin báo về trận địa pháo chuẩn bị phần tử bắn. Lúc đó, ban chỉ huy giải tán các đại đội trưởng về vị trí để chuẩn bị cho anh em tấn công. Thằng Viêm thấy tôi đeo khẩu phóng lựu, nó bảo: anh Bình, cho em mượn khẩu phóng lựu. Tôi nhất trí đưa cho Viêm và cởi bao xe đạn đưa cho nó. Viêm giơ tay chào tôi rồi quay về vị trí đại đội của nó. Tôi nhìn theo thầm nghĩ: mày khá lắm, đừng chết nghe Viêm. Sau khi trận địa pháo chuẩn bị xong phần tử, báo cho tôi đợi lệnh, tôi cho bắn thử 2 quả. 2 quả nổ đã vào mục tiêu. Tôi cho trận địa tạm ngừng
chờ tiếp lệnh anh Quỳ tiểu đoàn trưởng và hợp đồng sau khi bộ binh đã chuẩn bị vào vị trí. Khi nào nghe tiếng DKZ khai hỏa thì cho pháo bắn cấp tập. Vài phút sau, tôi nghe tiếng DKZ nổ. Tôi liền hô về trận địa pháo, đại đội bắn đạn chùm 8 quả cấp tập vào thẳng mục tiêu. Tôi hô tiếp, đại đội 10 phát cấp tập bắn. Nhìn đạn nổ chùm hết cả khu vực mục tiêu, tôi và anh Quỳ ngồi xem, thấy đạn nổ khắp khu vực điểm chốt của địch. Anh Quỳ và tôi vui lắm. Anh lẩm bẩm, trận này ngon rồi. Sau khi bắn hết cơ số đạn, tôi cho trận địa tạm ngừng để bộ binh xung phong. Lúc này anh Quỳ bật dậy chỉ huy bộ đội, hô to, toàn tiểu đoàn theo tôi xung phong lên chiếm điểm cao. Tất cả anh em đều bật dậy, tiếng súng rộ lên, tiếng B-40, B-41 đùng đoàng, 12 ly 7 cùng đạn lao về phía địch. Đạn AK xé gió, chiu chiu. Hai bên giao tranh khoảng gần 1 giờ đồng hồ thì tiểu đoàn 5 chúng tôi cũng làm chủ được mục tiêu. Phải nói đại đội thằng Viêm xông lên chiếm được mục tiêu đầu tiên, cả tiểu đoàn toàn thắng. Anh Quỳ mừng lắm, vỗ vai thằng Viêm, nói nửa đùa nửa thật, cảm ơn đại trưởng Viêm. Thằng Viêm cười hành hạch đi bàn giao lại chốt, phân công cho các trung đội chốt giữ. Xong, Viêm, tiểu đội trưởng trinh sát, nói với anh Quỳ, em xong rồi nhá, em trả anh cái chức đại đội trưởng cho anh đấy, em về tiểu đội trinh sát của em đây. Nói xong nó chạy về tiểu đoàn bộ, nơi lính trinh sát của nó đang chờ. Người tiểu đội trưởng dũng cảm, thông minh và đầy khí chất. Nhìn thấy tôi, nó giơ cao khẩu phóng lựu. Thắng rồi anh Bình ơi! Rồi nó trả tôi khẩu phóng lựu. Tôi ôm lấy Viêm vui mừng. Mày được lắm thằng em. Tôi kéo nó ngồi nghỉ, tâm sự qua với Viêm. Tôi thật sự cảm mến, khâm phục người lính Nghệ Tĩnh này. Tôi biết rất nhiều về lòng mưu trí dũng cảm của Viêm, người tiểu đội trưởng trinh sát bộ binh. Nó nói với tôi, cái tiểu đội trinh sát của em là anh em máu mủ, sống chết qua bao trận rồi. Không có em, chúng nó không biết xoay sở ra sao. Em không thể xa chúng nó được. Tôi thầm tiếc cho Viêm, một người lính dũng cảm, gan dạ, thông minh trong từng trận đánh, lại không thích làm cán bộ. Nếu được phát triển thì chắc cậu ta còn tiến xa. Người lính nhập ngũ năm 1977 quê Nghệ Tĩnh mà tôi rất cảm phục. Sau đó vài hôm, tôi cùng tiểu đoàn 5 lại hành quân đánh luồn sâu vào một bản mà tôi không nhớ tên. Cả tiểu đoàn hành quân luồn sâu suốt từ sáng đến gần tối mà không tới mục tiêu. Tôi thấy trên đầu đoàn quân, trinh sát của trung đoàn và trinh sát của tiểu đoàn đang cãi nhau. Tôi lo lắng, thôi đi lạc mẹ nó rồi, vì tôi thấy cãi nhau là cắt sai phương vị rồi. Một trinh sát E-52 quát, đưa địa bàn đây, đỡ mở. Thì một loạt AK nổ giòn, vậy là tốp đầu rơi trúng ngay vào ổ phục của địch. Cậu trinh sát vừa rồi bị một viên AK xuyên từ ngực qua nách, hy sinh tại chỗ. Cả tiểu đoàn bộ nhốn nháo nằm rạp xuống. Anh Quỳ bò qua chỗ tôi, anh nói, Bình ơi, lạc mẹ nó rồi, không đến được mục tiêu có chết không chứ, mày có kế gì không? Tình hình lúc này quả thật là cấp bách, vừa bị phục lại không đến được nơi tập kết thì bao kế hoạch hiệp đồng với các tiểu đoàn khác sẽ bị tiêu tan, không khéo bị kỷ luật cả nút. Tôi hỏi, mục tiêu anh phải đến là chỗ nào? Tôi và anh giở bản đồ ra, anh chỉ là chỗ này. Qua bản đồ tôi thấy đây là một cái bản. Khi xác định tọa độ rồi, suy nghĩ thoáng qua là có phương án rồi, nhưng lại phạm vào điều tối kỵ của bên pháo binh chúng tôi. Nhưng vì chiến dịch và tình hình lúc này quá nguy cấp, không khéo lộ hết đội hình của tiểu đoàn thì quá nguy hiểm. Không còn cách nào hơn, tôi liền nói với anh Quỳ, tôi sẽ giúp anh. Tôi chấm tọa độ gọi về trận địa pháo, rồi bảo anh Quỳ gọi mấy thằng trinh sát lại, cầm địa bàn chuẩn bị cắt phương vị vào điểm nổ. Anh Quỳ hỏi, điểm nổ là sao? Tôi giải thích, tôi gọi pháo bắn vào mục tiêu để mình định hướng sau khi nghe tiếng nổ ở đó. Anh Quỳ à lên một tiếng, hay lắm. Có biết đâu trong lòng tôi vẫn thấy lo, không biết quyết định này của tôi có bị sao không. Sau đó tôi hô, một phát bắn. Trinh sát qua tiếng nổ ở mục tiêu cắt phương vị vào điểm nổ. Tôi chờ mấy phút
rồi hô bắn thêm phát nữa cho chắc ăn. Rồi tôi nói với anh Quỳ, mấy thằng trinh sát cắt phương vị lệch trái quá nên không tới được mục tiêu. Ngay lập tức tiểu đoàn tổ chức lại hành quân gấp, khoảng 1 giờ sau thì tới được mục tiêu. Quân ta bất ngờ nổ súng đánh vận động ngay, bị bất ngờ vì ta luồn sâu phía sau nên bọn địch đã bỏ chạy hết. Vào bản tôi thấy 4 gành cơm bọn địch chưa kịp ăn, dăm xác chết vẫn còn nằm đó. Thắng trận, hoàn thành nhiệm vụ mà tôi vẫn lo nơm nớp, vì tôi gọi cho pháo bắn dẫn đường, làm như vậy dễ lộ ý đồ của trên, mất thế chủ động và bất ngờ. Nếu bắn pháo mà không thắng và tới mục tiêu không đúng giờ thì tôi cầm chắc bị kỷ luật nặng. Chuyện bắn pháo dẫn đường cho bộ binh trận đó thế nào mà anh Thi, tiểu đoàn trưởng pháo binh tiểu đoàn 10, trung đoàn 54 cũng biết. Nói, tôi chịu đại trưởng Bình, cậu cũng to gan lắm, giỏi. Bây giờ lại còn gọi pháo binh bắn dẫn đường cho bộ binh nữa. Một câu vừa khen vừa nhắc khéo, thật hú vía, không sao rồi. Chia tay với tiểu đoàn 5, chia tay với anh Quỳ và Viêm, tôi trở về đơn vị để nhận nhiệm vụ mới. Sau khi sư đoàn ra Bắc ở Đại Từ, Thái Nguyên, trung đoàn 52 và trung đoàn 54 ở gần nhau, cách khoảng 3 km. Năm 1980, tôi không làm đại đội trưởng pháo binh nữa mà lên bàn tác chiến trung đoàn 54 công tác. Cuối năm 1980, toàn quân học tập theo điều lệnh. Tôi ra chỉ huy 10 lính cảnh vệ lập chốt kiểm soát quân sự từ trung đoàn 54 ra Đại Từ. Hôm đó, tôi cho một tổ đi tuần tra, còn tôi đứng trong bốt gác. Gần tới trưa, thấy một người lính đi từ hướng Văn Lãng xuống, ăn mặc lôi thôi, áo bỏ ngoài quần, không quân hàm quân hiệu. Tôi liền gọi vào kiểm tra giấy tờ và chỉnh đốn lễ tiết tác phong. Người lính trung đoàn 52 lại gần, tôi sững người, nhận ra thằng Viêm, tiểu đội trưởng trinh sát J5E52. Tôi nói thật to, gần như hét lên vì vui mừng. Viêm phải không? Anh đây, Bình Pháo đây. Tôi bỏ vọng gác ra ôm lấy Viêm. Hai anh em tôi ôm nhau, cười nghẹn, nước mắt cứ trào ra. Tôi gọi anh em cảnh vệ xuống bếp lấy cơm, mua thêm ít thịt về tiện bữa, anh em ngồi ăn tâm sự. Cái thằng trong đánh nhau là thế, không kể gì sống chết, ra Bắc cũng chẳng lo gì cho mình, suốt ngày chỉ lo công bằng cho anh em. Vẫn giữ chức tiểu đội trưởng tiểu đội trinh sát tiểu đoàn và chờ ra quân. Tôi cũng chỉ là anh đại trưởng pháo, nhiều lúc cũng liều lĩnh ngang tàng lắm, không phải anh chính trị viên nên chả biết động viên hay nói thế nào với Viêm. Chỉ biết một thời gian bên nhau trong lửa đạn, cảm phục lòng dũng cảm của nhau mà trở nên thân thiết vô cùng. Viêm ở chơi với tôi tới tối thì quay về đơn vị. Và cũng từ ngày đó tôi không được gặp Viêm nữa cho tới tận bây giờ. Sau 41 năm tôi luôn muốn tìm và gặp lại Viêm. Viêm ơi, hiện giờ mày ở đâu? Anh Bình Pháo đây. Tiếng pháo gọi thương binh. Sau khi đi đánh phối thuộc với tiểu đoàn 1 trung đoàn 48 về được một thời gian ngắn, tôi lại nhận được lệnh quay lại chỗ J1E48 ở gần Bầu Lùng. Từng nhìn trên bản đồ, tôi thấy cũng gần khu vực Sa Mát. Tôi lấy hai cậu trinh sát, hai thông tin, lên đường tìm đến J1E48. Đến nơi, tôi vào ban chỉ huy tiểu đoàn nhận nhiệm vụ. Tôi được biết lần này tiếp tục phải đánh đuổi bọn Pol Pot bật ra khỏi biên giới và đuổi chúng vào sâu hơn nữa. J1E48 còn được tăng cường thêm một đại đội của tiểu đoàn 3 vì vừa đánh Tà Âm xong, quân số chưa kịp bổ sung. Chiều hôm đó, tôi vào hầm chỉ huy tiểu đoàn gặp anh Lưu và anh Hạ, nhận nhiệm vụ và thống nhất tọa độ mục tiêu. Nhận nhiệm vụ xong, tôi về hầm cho thông tin báo tọa độ mục tiêu về trận địa để chuẩn bị phần tử lên pháo. Cả chiều hôm đó, cả tiểu đoàn chuẩn bị vào chốt chờ lệnh. Tôi lại gặp Hiền, trung đội trưởng vận tải, người cùng xóm cùng xã với tôi. Nhìn thấy nhau, trong lòng ấm áp hẳn lên. Hiền đang chỉ huy anh em vận tải gùi đạn vào từng chốt tiền tiêu. Đêm hôm đó, cả tiểu đoàn chuẩn bị để sáng sớm hôm sau nổ súng. Khi kiểm tra lại trận địa pháo đã chuẩn bị phần tử bắn xong, chúng tôi mới xuống chốt quan sát và cho bắn thử để chỉnh đạn vào mục tiêu. Rồi tôi cho trận địa tạm ngừng chờ lệnh.
Tôi vào hầm chỉ huy gặp anh Lưu tiểu đoàn trưởng và anh Hạ tham mưu trưởng trung đoàn 48 nhận lệnh. Các anh dặn lúc nào nghe mìn DH-20 nổ thì pháo binh bọn mày phải bắn cấp tập đó. Lại ngồi hồi hộp chờ đợi tiếng mìn DH-20 phát hiệu lệnh. Mìn được công binh bỏ vào đặt sát chốt địch. Quả mìn có đường kính khoảng 50 cm. Khi nổ, quả mìn có thể phát quang một vùng rậm rạp khoảng từ 70 đến 100m chiều dài và 50m chiều ngang. Tờ mờ sáng, một tiếng nổ long trời lở đất của quả mìn DH-20 như một quả bom. Sức ép tạt mạnh làm một khoảng rừng bay hết lá, chỉ còn trơ lại thân cây. Không chậm một phút, tôi hạ lệnh cho pháo binh bắn cấp tập ngay. Khi tiếng pháo vừa dứt, cả tiểu đoàn xông lên đánh chiếm mục tiêu. Các loại hỏa lực bộ binh DKZ, B-40, B-41, 12L7, Cối-82 tấn công tổng lực vào bọn địch. Mặc dù chúng có công sự vững chắc, nhưng cũng không chịu được khi bị ta đánh bất ngờ. Tiếng súng nổ như đêm giao thừa, tất cả các âm thanh của các loại vũ khí hỏa lực của bộ binh thi nhau nhả đạn. Hai bên ta địch giao tranh, đạn nổ như sấm chớp. Mờ sáng nên thấy rõ ánh sáng chớp liên hồi từ đầu nòng súng lóe lên. Bọn địch không chịu được sức tấn công của ta, bị bật chốt bỏ chạy thục mạng. Nhưng ngay buổi chiều hôm đó, chúng củng cố lực lượng tổ chức phản công. Chúng điều quân ở đâu mà nhanh thế, rất đông và cùng với các loại hỏa lực phản công quyết liệt. Tôi gọi pháo binh bắn chi viện, liên tục từng đợt 40 quả pháo 105 trùm hết lên trận địa của chúng. Nhưng cũng không biết từ đâu bọn địch xuất hiện được ngay. Những bóng đen lố nhố quá đông vẫn xông lên. Cứ mỗi lần pháo trùm lên bọn chúng, thấy một khoảng trống giãn ra, rồi lại thấy chúng chạy ào lên đen kịt, và các loại hỏa lực của chúng nhiều đến kinh người. Tôi nhẩm tính số lượng hỏa lực của chúng phải đến gấp mấy lần của ta. Tôi hô pháo bắn chi viện đến lạc cả giọng mà vẫn không xuể. Một phần vì địa hình chiến đấu là rừng rậm nên pháo bắn cũng không được hiệu quả như ý muốn. Bọn địch mở những đợt phản công ngày càng mạnh, hầu như chúng chỉ tập trung DKZ, B-40, B-41 bắn như vãi đạn. Cho đến sẩm tối, quân ta không trụ nổi, thương vong hy sinh đã quá nhiều. Lúc bấy giờ tôi thấy anh Truy, chính ủy sư đoàn, chạy đến hầm chỉ huy tiểu đoàn. Không biết anh bàn bạc với anh Lưu tiểu đoàn trưởng và anh Hạ tham mưu trưởng thế nào, nhưng đến chiều tối thì có lệnh toàn bộ tiểu đoàn rút quân về tuyến sau. Tôi về đơn vị được một ngày thì nhận được lệnh quay lại tiếp tục đến vị trí hôm trước của J1E48 để tác chiến. Lần này khi đi, tôi được lệnh kéo theo một khẩu pháo 105. Có 4 trinh sát E48 dẫn chúng tôi đến vị trí đã định sẵn. Đến nơi tôi mới biết, lúc này trung đoàn 866 của sư đoàn 331 đã vào thay chốt cho J1E48. Khi pháo kéo đến nơi, tôi liền chạy vào liên hệ với trung đoàn 866. Thật may cho tôi là gặp ngay anh Ban, người Hà Tây, nhập ngũ năm 1965. Hồi năm 1976 là đại trưởng của tôi, khi sư 331 vừa thành lập. Anh Ban cùng một số anh em trinh sát trung đoàn 54 sư đoàn 320 được điều động bổ sung sang sư đoàn 331. Gặp người quen, tôi liên hệ nhờ giúp đỡ cũng dễ dàng. Sau khi chúng tôi đã thống nhất hợp đồng với trung đoàn 866 và các chốt bộ binh, chấm mục tiêu trên bản đồ, tôi cho đặt trận địa pháo. Bấy giờ tôi mới biết, hai hôm trước tiểu đoàn 1 trung đoàn 48, lúc bọn địch tấn công mạnh, lính ta chạy tản trong rừng, một số vừa bị thương lại còn bị lạc nữa. Trong đó lạc mất anh Nguyên, tiểu đoàn phó và một cậu thông tin. Mấy ngày lạc trong rừng, đã cử trinh sát đi tìm mà chưa thấy. Chắc bị thương nên mất phương hướng, không tìm được đường nào để thoát. Anh Ban hỏi, Bình, mày có cách nào tìm được chúng nó không? Tôi nói, có lẽ có. Để em thử cách này chắc là được. Tôi kêu thông tin mở máy, liên lạc thẳng với anh Nguyên, không cần mật mã, mật khẩu gì cả. Tôi hỏi anh Nguyên nghe rõ tôi nói gì không? May quá anh còn sống và nghe được. Chỉ vì bị thương, đói khát, giọng phều phào, yếu lắm. Tôi nói, giờ anh nghe tiếng đề ba của pháo, tức là tiếng nổ đầu nòng của pháo, mà bò về anh nhé. Anh Nguyên nói, được, cậu bắn đi.
Tôi bắt đầu cho pháo bắn. Cứ 10 phút tôi lại bắn một quả và giữ liên lạc với anh Nguyên. Mãi tới chiều thì anh Nguyên và cậu thông tin cũng bỏ được đến chốt của E866. Anh Nguyên và cậu thông tin được anh em bộ binh lập tức đưa về phẫu 24 trung đoàn bộ 866. Anh Nguyên và cậu thông tin bị thương toe toét khắp người, các vết thương đều bị mưng mủ vì nhiễm trùng. Sau khi được y sĩ, y tá của 866 băng bó và lập tức vận tải chuyển ngay về viện tuyến sau, tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ, một nhiệm vụ đặc biệt dùng pháo tầm xa bắn để tìm đồng đội bị thương và lạc trong rừng. Tôi cảm ơn các anh ở ban tác chiến trung đoàn 866, cảm ơn anh Ban, người thủ trưởng cũ của tôi, tạm biệt các anh và kéo pháo về đơn vị. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.